Tuổi về già, muốn yên thân, phải sở hữu ba báu vật này. Già rất sướng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, sống trên đời, làm người xấu thì dễ lắm. Nhưng làm sao để trở thành một người tốt, một người lương thiện thì có khi phải mất đến cả đời để phấn đấu. Có nhiều người ngẫm sự đời biết rằng chỉ vì đôi chút lợi ích mà sẵn sàng làm những điều xấu, điều ác, đánh đổi cả danh dự, nhân phẩm của mình. Quý vị thấy làm như thế liệu có đáng hay không? Muốn có phúc thì cách duy nhất mà chúng ta có thể làm chỉ là tu nhân tích đức, có được một trái tim nhân hậu, đối xử tử tế với người khác cũng chính là cách quý vị đối xử tử tế với chính mình. Làm người, nếu có ba báu vật này thì quý vị sẽ có được cuộc sống an yên, hạnh phúc như mong đợi. Vậy đó là ba báu vật gì? Làm thế nào để có thể sở hữu được chúng? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Báu vật đầu tiên đó chính là một gương mặt thân thiện. Quý vị có biết đến câu nói tướng do tâm sinh không ạ? Và quý vị thấy câu nói này có đúng không? Liệu rằng một người tốt hay xấu có thể hiện được ra trên gương mặt của họ hay không? Nhà văn nổi tiếng Lưu Dung từng nói thế này: khi bạn cảm thấy người khác khó ưa, hãy tự nhìn lại mình trong gương, xem bản thân mình có sáng sủa hơn không. Khi bạn trách móc thế giới này quá u ám, hãy tự thắp một ngọn đèn nhỏ trên khuôn mặt mình. Quả thực, khí chất và trạng thái cuộc sống của một người đều có thể suy đoán khi nhìn vào sắc mặt, dung mạo của họ đấy quý vị. Có câu chuyện kể về một nhà điêu khắc nọ, đột nhiên thấy mình ngày càng xấu xí. Anh ta đi khắp nơi tìm khám danh y nhưng vô ích. Tình cờ một lần anh đến ngôi chùa nọ, một vị trưởng lão nói với anh: ta có thể trị bệnh này cho anh, nhưng với một điều kiện, anh phải giúp tôi khắc vài bức tượng Quan Âm với thần thái khác nhau. Nhà điêu khắc vui vẻ chấp nhận. Sau đó anh ta không ngừng nghiên cứu và mô phỏng các thần thái khác nhau của Phật Bà Quan Âm. Nửa năm sau, khi anh hoàn thành các bức tượng, bất giác anh nhận ra tướng mạo của mình đã trở nên đoan chính. Lúc này anh mới tỉnh ngộ. Nguyên do bản thân trở nên khó coi là do anh đã tạc quá nhiều bức tượng có hình hài xấu xí. Quý vị thấy đấy, muốn được mọi người ưa nhìn thì chỉ có cách là trong tâm hãy ôm giữ thiện niệm, và hành vi cũng cần phải đoan chính. Nếu quý vị luôn hành xử hung hăng, dễ dàng nổi cáu thì sao có thể có khuôn mặt hòa ái đoan trang được. Gương mặt người ta tốt xấu cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cảnh giới tâm tính và sự tu dưỡng của người đó mà ra. Người mà không vượt qua được sóng gió của cuộc sống, khuôn mặt sẽ trở nên khô cằn, hốc hác. Thậm chí, sự bất bình với cuộc đời cũng sẽ in hằn, tạo thành nét mặt giận dữ. Chỉ có sự điềm tĩnh trải qua gió mưa mà không bị lay chuyển, mài mòn, thì tướng mạo của họ mới ngày càng xinh đẹp hơn. Một người vui vẻ không thể có khuôn mặt ảm đạm. Một người đang lúc sa sút tinh thần thì vẻ mặt đầy sự lo âu. Điều này rất khó mà che giấu. Tâm tình và cảm xúc của quý vị, dù tốt hay xấu, ít nhiều cũng sẽ để lộ ra trên khuôn mặt. Thậm chí, đối với người lớn tuổi, từng trải cũng có thể thông qua nhìn tướng. Nhìn cách đi, nghe giọng nói là biết được tính cách, sở thích và tình trạng bệnh của người này nữa đấy. Quý vị chắc cũng từng nghe đến rồi, đúng không ạ? Có rất nhiều điều khiến người ta tin rằng đã được định trước trong mệnh, nhưng cũng có rất nhiều điều đều là do tư tưởng không tốt, thói quen không tốt và hành vi không thiện của bản thân tạo ra. Cho nên quý vị ơi, cũng có thể coi tâm là nhân của tướng, tướng là quà của tâm theo quan hệ nhân quả.
Nếu nội tâm của một người yên bình, tĩnh lặng, lạc quan, từ bi ngay chính, lương thiện, thì cơ thể của người ấy sẽ hoạt động một cách trơn tru. Người ấy đương nhiên sẽ có được một sức khỏe tốt, tinh thần tốt và dung mạo phúc hậu. Thế nên, trong mọi hoàn cảnh, hãy nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, gương mặt cũng vì thế mà trở nên thân thiện hơn rất nhiều, quý vị nhé. Báu vật thứ hai, đó chính là miệng nói lời hay. Có người từng hỏi ngẫm sự đời rằng, tôi không hề làm một việc xấu nào, sao có thể tổn hại đến phúc báo được? Nhưng quý vị ơi, kỳ thực có thể quý vị không làm điều gì xấu, nhưng quý vị nên nhớ một điều, tạo khẩu nghiệp cũng sẽ tổn hại đến phúc báo. Một người có mệnh tốt hay không, nhìn khẩu đức của người đó nhiều hay ít là biết. Truyền kể rằng, thời trẻ có một lần, một người bạn của Socrates vội vàng chạy tới tìm ông. Người bạn này vừa thở vừa cao hứng nói, mình nói với cậu chuyện này, đảm bảo là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chờ chút. Socrates vội vã ngăn anh ta lại và nói, những lời mà cậu định nói với tôi, cậu đã dùng 3 cái sàng để lọc qua chưa? Người bạn của Socrates với vẻ mặt không hiểu, lặng im và lắc đầu. Socrates nói, lúc mà cậu muốn nói cho người khác một việc gì đó, ít nhất cũng nên dùng 3 cái sàng lọc qua một lượt. Cái thứ nhất gọi là chân thật. Cậu phải xem chuyện mà cậu muốn nói cho người khác có đúng sự thật không? Anh bạn trả lời tiếp, tôi là nghe được trên đường đi tới đây, mọi người đều nói như vậy, chứ tôi cũng không biết là có đúng sự thật không. Socrates lại nói tiếp, vậy thì nên dùng cách sàng thứ hai của cậu để kiểm tra đi. Nếu như nó không phải là sự thật, thì ít nhất cũng là có thiện ý chứ. Chuyện mà cậu muốn kể với tôi có phải là có thiện ý không? Người bạn kia nghĩ một lát rồi nói, không có, thậm chí còn ngược lại nữa. Người bạn này nói xong, dường như cảm thấy có chút xấu hổ, liền cúi mặt xuống đất. Socrates không ngần ngại mà nói tiếp, vậy thì chúng ta lại dùng cái sàng thứ ba xem thử xem. Việc mà cậu vội vã để nói cho mình biết có phải là việc quan trọng không? Cũng không phải là việc quan trọng. Một việc không quan trọng mà lại không xuất ra từ thiện ý, hơn nữa, cậu còn không biết có phải là sự thật không? Thế thì cậu cần gì phải nói ra? Nói ra cũng chỉ tạo thành phức tạp cho hai người chúng ta mà thôi. Socrates cũng từng nói, đừng nghe và tin vào lời nói của những người bàn luận thị phi hay là người gièm pha, phỉ báng. Bởi vì lời mà họ nói cho bạn không phải là xuất từ thiện ý. Họ đã vạch trần việc riêng tư của người khác, thì đương nhiên cũng sẽ làm như vậy với bạn. Quý vị chắc chắn cũng từng có vài lần giống như người bạn của Socrates đúng không? Nghe ở đâu đó xì xào, bàn tán về người này, người kia, rồi vội vàng kết luận bằng chính sự chủ quan của mình mà không biết điều đó có đúng là sự thật hay không. Điều này đã vô tình khiến cho quý vị bị hao tổn phúc báo một cách nghiêm trọng mà có lẽ chính quý vị cũng chẳng nhận ra đâu ạ. Cổ nhân có câu, nhất ngôn triết tận bình sinh phúc, tức là một câu nói có thể làm hao tổn phúc đức một đời. Cho nên cũng có thể nói rằng, cẩn trọng khi nói chính là điểm quan trọng của tu thân đấy quý vị. Nhưng quý vị có thắc mắc tại sao cái miệng là có thể làm tổn hại phúc báo? Bởi vì phúc báo phải là do nhân duyên hòa hợp, cũng là một loại thể hiện của trường năng lượng. Cái miệng mà nói những lời hay, trong tâm tồn chứa nhiều hảo tâm, như thế thì từ trường tốt sẽ từ vũ trụ phát xuất ra và đắc được về những hồi báo tốt. Thế nào gọi là thực hiện hảo tâm? Điều đầu tiên cần biết đủ và biết cảm ơn. Biết đủ là một loại thành tựu. Một người càng tu hành nhất định càng cần tự đủ. Đối với hoàn cảnh đối ngoại nào cũng đều rất biết đủ và cảm ơn. Đấy mới là đại biểu của tinh tấn và tiến bộ. Và báu vật thứ ba, đó chính là một trái tim nhân hậu. Người xưa nói, người làm điều lành dẫu phúc chưa tới, tai họa đã xa. Quý vị có tin vào điều này hay không? Tên tuổi Lý Gia Thành có lẽ chẳng còn xa lạ gì với quý vị nữa rồi.
Lý Gia Thành đã nhiều lần chia sẻ về triết lý kinh doanh, quan điểm cá nhân về cách nhìn người và quan niệm về thành công của mình. Vị tỷ phú từng nói, vấn đề không phải bạn nhiều tiền hay quyền lực đến đâu. Nếu không khiêm tốn hay có một trái tim nhân hậu, bạn vẫn chưa phải người thành công thực sự. Điều này khiến cho nhiều người phải bất ngờ, đúng không ạ? Trên thực tế, bản thân Lý Gia Thành chính là tấm gương sáng cho câu nói này. Tuy từng có thời điểm là người giàu nhất châu Á và sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đô la Mỹ, nhưng ông có một lối sống rất giản dị. Quan điểm của ông là hãy chủ trương một cách sống ít để thích nghi với lối sống phù hợp và không phô trương. Thế rồi, ngoài việc là một doanh nhân xuất sắc, Lý Gia Thành còn là một người nhân hậu, từng trải qua nghèo khó và phải nghỉ học giữa trường. Ông rất hiểu được tình cảnh khó khăn đó và coi trọng việc giúp đỡ người khác thông qua hỗ trợ giáo dục. Ước tính đến nay, ông đã trao tặng hàng tỷ đô la Mỹ cho các tổ chức từ thiện. Ông cũng cam kết dành 1/3 tài sản của mình để hỗ trợ công tác từ thiện trên toàn thế giới. Ông chia sẻ, tôi sẽ tiếp tục làm từ thiện bởi đây không phải nghĩa vụ mà là phương châm cuộc sống của tôi. Quý vị thấy không, đối với một người giàu có như tỷ phú Lý Gia Thành, quan niệm về thành công của ông lại không mấy liên quan đến tiền bạc. Ngay cả tỷ phú Warren Buffett cũng vậy. Ông cho rằng khi đến cuối đời, thành công lớn nhất của mỗi người không ở việc họ có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là có bao nhiêu người thực sự yêu quý họ. Những người thành công, họ có thể làm được điều ấy, thì cớ sao những người bình thường như chúng ta lại không nuôi dưỡng trái tim nhân hậu của mình lớn lên mỗi ngày, đúng không quý vị? Phước báo có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Gieo nhân nào gặt quả nấy, hãy làm việc thiện tích đức, ông trời sẽ không bạc đãi mình đâu quý vị ạ. Chính vì vậy, dù không có nhiều của cải, chẳng có bạc vàng, nhưng quý vị vẫn cần có trái tim nhân hậu. Một người cao cấp trong cuộc sống chưa chắc đã giàu có về mặt cuộc sống, nhưng về mặt tinh thần thì luôn trong trạng thái viên mãn. Vì những gì mà có được trong tay khiến anh ta tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Mong quý vị cũng có thể trở thành những người cao cấp như thế. Quý vị ơi, nếu quý vị chưa có trong tay 3 báu vật kể trên thì hãy cố gắng rèn luyện từng ngày, chưa bao giờ là muộn quý vị nhé. Quý vị thân mến, không biết với quý vị thì điều làm nên thành công của một người là gì ạ? Với ngẫm sự đời thì để thành công, yếu tố đầu tiên cần rèn luyện đó chính là cách giao tiếp, cách nói chuyện với những người xung quanh. Một điều tưởng chừng đơn giản, song lại quyết định rất nhiều đến thành bại của con người đấy quý vị ạ. Có một tác gia từng nói, nói chuyện không phải là một chuyện dễ dàng. Ngày ngày nói chuyện chưa chắc đã là người biết ăn nói. Rất nhiều người nói chuyện cả đời rồi nhưng lại chẳng nói ra được bao nhiêu lời tốt đẹp. Vậy nói chuyện như thế nào để được những người xung quanh nể phục và kính trọng? Nói chuyện như thế nào để mang đến thành công? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục chiêm nghiệm trong phần sau của video nhé. Đầu tiên, đó là nói năng phải có chừng mực. Cổ nhân có câu, một lời nói tốt ấm 3 đông. Quý vị hiểu câu này có ý nghĩa như thế nào ạ? Thực ra thì biểu đạt ngôn ngữ cũng là một môn nghệ thuật. Ai cũng có lòng tự trọng và niềm kiêu ngạo riêng của mình. Thế nên, đừng bao giờ quý vị biện hộ cho câu nói của mình rằng đó là cá tính của mình. Tính tôi nó thế, chứ tôi không có ý gì. Dù cho sự thật có là như thế, nhưng nếu câu nói đó làm ảnh hưởng đến người khác, đến lòng tự trọng của họ, thì đều không nên. Đừng mang cá tính của mình ra để thử thách giới hạn của người khác. Học cách tôn trọng khiến người khác thoải mái mới là tố chất tối cao của mỗi người. Quý vị có thể nghĩ rằng
đó là quan hệ dù tốt nên nói gì cũng được. Nhưng quý vị ơi, quan hệ tốt cũng không đồng nghĩa với việc nói gì cũng được. Tức giận không đồng nghĩa với việc không thể trêu đùa. Tôi không cố ý không đồng nghĩa với việc tôi không sai. Tôi không có ác ý không đồng nghĩa với việc không gây ra tổn thương. Những lúc phát ngôn, quý vị hãy chịu khó đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chịu khó suy nghĩ, đứng trên lập trường của người khác. Nhiều lúc có thể chỉ là một câu trách móc nhẹ nhàng, nhưng lại là ngòi nổ đánh sập cảm xúc. Nói năng chừng mực là tu dưỡng tối cao và biểu hiện trường của mỗi người, thể hiện nguyên tắc làm người và tầng cấp cuộc sống của họ. Phải luôn nắm bắt chừng mực nói chuyện, chú ý hoàn cảnh, thân phận và đối tượng trò chuyện thì lời nói mới được đúng mực nhất. Ai cũng có chỗ khó của mình, mọi biểu hiện đều có nguồn gốc của nó. Giữa lời qua tiếng lại nên bớt chút sắc sảo, thêm chút không gian. Đó mới là sự nhân từ đối với người khác, đồng thời cũng là sự tôn trọng đối với chính mình, quý vị nhé. Thứ hai, đó là vui đùa cũng phải đúng độ. Trong mọi cuộc trò chuyện, vui đùa là điều cần thiết, bởi có một chút hài hước thì sẽ dễ gây ấn tượng và khiến cho người ta có cảm tình hơn với mình. Nhưng quý vị hãy nhớ, mục đích của vui đùa là gì nhé? Đừng bao giờ làm mất đi ý nghĩa của nó. Vui đùa là để điều tiết không khí. Nếu không nắm được chừng mực, ngôn từ nhiều khi sẽ hữu ý, vô ý, tổn thương đến người khác. Marshall Rosenberg từng nói, có lẽ chúng ta không cho rằng cách nói chuyện của mình là bạo lực, nhưng ngôn ngữ đích thị là thứ gây ra nỗi đau khổ giữa chúng ta và người khác. Quý vị có công nhận là những người biết vui đùa có chừng mực là những người có nhân phẩm? Quý vị cũng nhớ là đừng bao giờ mang khiếm khuyết của người khác ra để làm trò đùa, cũng đừng bao giờ lấy đời tư của người khác ra để làm trò cười, càng không thể mang tính mạng của người khác ra để đùa. Hài hước thực sự không phải là vui đùa vô tổ chức để lẻ thiên hạ, mà là ở thời điểm thích hợp, dùng lời nói phù hợp để khiến bầu không khí vui vẻ và dễ chịu hơn. Vui đùa trên sự tôn trọng người khác mới mát rượi như tắm gió xuân. Chỉ khi đối phương cảm thấy buồn cười thì mới gọi là vui đùa. Ngược lại, nếu đối phương cảm thấy không buồn cười, thậm chí là tức giận, thì đó là vô lễ, không lịch sự. Hy vọng không ai trong số chúng ta tự mình biến mình thành một kẻ vô duyên như thế nhé. Thứ ba, đó là xử sự cần có tình. Quý vị ơi, trong cuộc sống này, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Hình thức bên ngoài có thể sẽ không phản ánh được đầy đủ bản chất bên trong. Cuộc đời này thăng trầm, bấp bênh, khó tránh khỏi những lúc đắc ý, những lúc suy sụp. Những lúc đắc ý, hãy đối xử tốt với người khác. Những lúc suy sụp, hãy đối xử tốt với bản thân. Rất nhiều việc chúng ta khó lòng dự liệu được. Thế sự thay đổi, thành bại vô thường. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào, đừng nói lời quá đầy, đừng làm việc quá đáng. Thử hình dung mà xem, nếu hôm nay quý vị cư xử quá đáng, không kiêng mồm nể miệng với người khác, một ngày nào đó, oan gia, ngõ hẹp, ắt sẽ phải chịu bội phần ngượng ngùng và tổn thương. Nước mà quá trong sẽ không có cá, người mà quá gắt sẽ không có bạn. Xử sự có tình, giữ không gian cho người khác cũng là để lại đường lui cho chính mình nhé. Thứ tư, đó là lời nói có đức. Cổ nhân có câu, dao kia cứa thịt còn lành được, lời ác thương người rất khó phai. Lời trước khi nói tốt nhất phải qua suy nghĩ, tuyệt đối không được chỉ vì nhanh mồm nhanh miệng mà không màng tới cảm nhận của người khác. Quý vị chắc cũng hiểu, những lời đã nói giống như bát nước đổ đi. Đừng bao giờ hoang tưởng, chỉ một câu đừng để bụng mà người khác có thể coi như quý vị chưa nói gì. Trên thực tế, dù quý vị nhắc nhở người ta đừng để bụng, nhưng người ta nghe xong vẫn cho rằng đó là suy nghĩ chân thực nhất, từ tận đáy lòng của quý vị cơ mà.
Thế nên dân gian có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nói lời đúng mực vô cùng quan trọng. Nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói hay. Quý vị à, nói lời dễ chịu ấm như chăn bông, nói lời cay độc đau như dao cắt. Thứ bộc lộ nội tâm con người rõ nhất đó chính là lời nói. Thứ khiến con người dễ bị tổn thương nhất cũng là lời nói. Thứ đi sâu vào lòng người nhất vẫn là lời nói. Nói lời có đức, nắm rõ trường mực mới là thứ để thể hiện trí tuệ, nhân phẩm, đồng thời cũng là thứ tạo nên thành tựu tương lai của mỗi người. Bất cứ việc gì cũng nắm rõ trường mực là tu dưỡng đạo đức lớn nhất của mỗi người. Đạo đức là để kỷ luật bản thân, chứ không phải kỷ luật người khác. Pháp luật mới là thứ để trừng trị người khác. Hãy nhớ rằng, dùng đạo đức để kỷ luật bản thân tốt hơn bất cứ luật pháp nào. Dùng đạo đức để kỷ luật người khác xấu xa hơn bất cứ loại cực hình nào. Bởi vậy, quản lý tốt chính bản thân mình mới là sự kỷ luật và tu dưỡng lớn nhất, quý vị ạ. Nhân sinh ngắn ngủi, hy vọng quý vị dù hoàn cảnh nào cũng nói năng, cư xử với mọi thứ đúng mực nhất. Đừng để những thứ đơn giản nhất như lời nói cản trở bước đường thành công của mình, quý vị nhé. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.